Miami Beach, Florida. Hôm nay, Ngọc Ánh muốn bàn luận với bạn một vấn đề. Nên mua nhà cất sẵn hay là mua đất rồi cất nhà? Thì hai cái vấn đề này nó khác nhau. Bạn mua nhà đã cất sẵn thì là dễ dàng hơn, không phải lo về tất cả giấy tờ, làm permit, etc. Nhưng cái nhà đó là bạn mới theo cái vẽ bản đồ của người cất nhà. Tuy nhiên, có nhiều khi bạn cũng có thể kiếm những miếng đất mà bạn chọn lựa rồi thuê người constructor cất nhà. Cái lợi của cái mua đất là cất nhà thì nó như vậy: bạn sẽ làm cái kiểu nhà giống như bạn thích, tất cả đều là mới hết, và cái nhà đó sẽ cất giống như ý bạn thích. Phòng tắm chỗ này, phòng ngủ chỗ này, một tầng, hai tầng, nhà hầm, hầm dưới lầu, cái đó thì rất là hay. Nhưng mà chuyện mượn tiền nhà thì nó hơi rắc rối. Bạn phải bỏ nhà mua miếng đất trước. Và trước khi mua miếng đất thì bạn phải nhờ người kiến trúc sư xem xét để coi cái chỗ đó đó cất được nhà không, cái xin được cái permit để cất không. Thường là ở đây á, ở thì là người kiến trúc sư với lại người mà chuyên môn cất nhà là họ biết. Họ biết tại nếu mà họ không xin được giấy phép cất nhà thì là họ không cất nhà được. Thành ra trước khi mình mua miếng đất là mình phải gặp những người cất nhà, những người xây dựng, những kiến trúc sư để họ coi cho mình cái miếng đất này có cất nhà được không. Mà nó cất được thì có thể cất nhà tiêu chuẩn nào. Và có nhiều vùng thì là chỉ hạn chế, họ hạn chế cái kiểu đất, cái kiểu nhà cất. Còn nếu mà mình mua trong cái chỗ xa như những cái ở tỉnh là phía vô trong của Florida đó bạn, những miếng đất to trong vùng to đó, dùng vùng xa xôi ấy, thì là nó không hạn chế nhiều về cách cất nhà, tại vì chung quanh không có nhiều nhà ở, không có ban quản trị và nó không own association để quản trị, thì mấy chỗ đó thì rất là dễ dàng và các cái nhà mình thích. Mình thấy có nhiều người đó ở Florida đó, họ cũng chạy vô tới vùng xa xôi chút xíu, trong phía trong Florida cái vùng mà còn hơi hoang dã đó, là họ cất nhà tại họ không muốn ở gần nhà hết, họ muốn là ở một mình họ ở chỗ đó mà họ vui vẻ đó, họ không có thấy, không có đi làm về rồi không muốn gặp người nào hết, chỉ có là gia đình, vợ con, chồng con mình thôi. Thì cái đó là rất nhiều người thích như vậy á, nhất là những người trẻ. Thì mình thường ra khỏi vùng xa đó thì cũng có nhiều chỗ người ta cất nhà thành từng khu nhà. Mình khu nhà thì là nhà thì giống nhau hay là hơi khác nhau một chút, nhưng mà thường là nó có cái dự homeowner association, ban quản trị, thì nó có quy tắc của họ, có luật của họ. Họ không cho đậu xe thứ nào, họ không cho đậu xe nhiều, không cho mở tiệc nhạc mà tới mấy giờ. Thành ra mình cũng như là mất tự do. Thành ra có nhiều người, có nhiều khách cũng còn quán thích là đi mua đất để cất nhà là một giải pháp, hơn là họ ở thích cái đó hơn là đi mua nhà đã cất sẵn. Còn có nhiều chỗ tiểu bang á, trên núi cao vậy đó, thì chính phủ cho mướn đất để cất nhà. Thường thường mấy người mà khi có nhiều người họ không có thích ở chung với người khác, họ thích về hưu đến 55 tuổi về hưu, 60 tuổi về hưu. Có người đã về hưu sớm tại làm cho quân đội hay là làm cho cảnh sát hay là làm cho cứu hỏa, thì 55 tuổi họ được về hưu, họ được tiền hưu cao lắm, thì họ thích là lên trên núi cao gần một ngọn suối, dòng suối cảnh tuyệt vời. Rồi họ mướn miếng đất đó có vài trăm bạc một tháng đó, thì có 200, có khi nghĩ là ở Montana có nhiều khi có kiểu có 200 đô một tháng, nó có kiểu ít hơn nữa. Họ leo tuốt trên đó thì họ có cái nhà gần nhà bằng gỗ ở những cái vùng như là Montana hay là nhiều chỗ thì những tiểu bang họ cất nhà bằng gỗ bạc, không phải nhà bằng gạch. Thành ra cái tiền cái xe cất nó rẻ hơn nhiều là cất nhà gạch, mà cũng bền lắm nha. Gỗ mà nó đã tẩm nước thuốc để mà không có mọt á, thì rồi sau đó còn quét thêm lớp sơn mà chống
chống nước, chống chống hơi ẩm thì là nó bền lâu lắm. Mà nếu mà mấy chục năm mà nó có hơi mục thì chỉ là tháo ra rồi gắn khác vô thôi, không có chuyện gì là khó khăn. Thì là có nhiều người thích vậy. Còn dùng Florida thì có con mối nhiều, thành ra không có cất nhà bằng gỗ được. Thì họ thì cất nhà bằng gạch, nhưng mà có nhiều khi có nhiều chỗ trong vùng xa xôi đó thì cái nền có khi là cái nền nó dưới bằng gỗ, bằng gạch ở trên họ cho các cái lần thứ hai bằng gạch, bằng gỗ cũng có. Thì tùy theo ý thích của mỗi người, nhưng mà mua đất cất nhà cũng là một chuyện hay đó bạn. Tại bạn cất cái nhà đúng theo ít bạn thích, đúng nhà cái gì cũng mới hết á, mà ở không có chỗ, không có ban quản trị. Bây giờ mình nói là có giải cách không, mua nhà cất sẵn, nhà cũ rồi sửa sang lại nhà mới nếu thích, hoặc là bạn mua nhà cũ rồi cái họ đập cái nhà đi, lại cũ quá rồi không có sửa được, nếu sửa còn tốt thì hơn là cất nhà. Có người họ mua nhà cũ trong những cái vùng mà còn tốt đẹp, cái mua nhà cũ cái họ đập đi, họ cất nhà mới, cái đó cũng có. Hoặc là họ đi ra chỗ xa xôi, họ ở trên yên tĩnh mua miếng đất cho to, rồi tự cất nhà cho to thì đó không ai hết, tự mình muốn làm gì mình làm. Có người nó cũng thích như vậy. Rồi có người thì họ thích là đi ra ở xa, nhà mới, mua đất nhà mới, nhưng mà ở trong home owner association là thường thường người xây dựng đó, nó mua miếng đất to thì to, nó cắt làm 20 căn, 30 căn, 40 căn ha, chung quanh là có tường rào ha, rồi có lính gác, một cái chỗ thì không có lính gác, không có tường rào, không có ban quản trị, chỗ đó cũng có ha. Rồi cái rồi họ cho 2-3, họ đề nghị cho mình 2-3 kiểu nhà, mỗi kiểu mỗi tiền khác. Và những kiểu nhà đã được chấp thuận, chính phủ chấp thuận là có giấy phép, có cái thì là những người họ thích mua như vậy. Thì cái đó là cũng là chuyện hay á bạn. Tại vì cái nhà của mình có sở ý mình muốn mà nhà mới tinh. Mình cũng thích vậy á. Mình muốn miếng đất mình cất nhà vậy đó. Nhưng mà mình không thích ở trong vùng xa quá, xa vắng quá, tại vì đi chợ cũng xa, trường học cũng xa. Nhưng mà người ta thích như vậy, ta thích lái xe một chút. Nhưng mà ở yên tĩnh, không có tiếng động, không gì hết, như ở chỗ chim hót, suối chảy. Thì cái đó là cũng là một cái ý kiến hay. Thì hôm nay mình cho các bạn biết là Mỹ không phải là mình chỉ là muốn có nhà là mình phải đi mua nhà cũ á. Mình có thể mình đi mua đất, mình tìm mua đất. Thì bạn hỏi người muốn được mua giá gì đất, người ta sẽ cho bạn biết chỗ nào có đất. Rồi các bạn đi coi. Rồi bạn đi qua chỉ dùng chung quanh đó, coi là từ đó tới đi siêu thị bao lâu, trường học bao lâu, chỗ từ đó tới chỗ nhà bạn bao lâu. Mà chỉ cái là ở những vùng nó hơi vắng vẻ ha, thành ra thường thường là người ta tìm cách để bảo vệ cái nhà người ta, được cách sát con chó to, có khi là có nhiều máy báo động, hay là họ mua thường họ có súng họ giữ để họ bảo vệ nhà họ. Nhất là những cái vùng mà những cái tỉnh như ở xa xa đó bạn, những cái nhà xa xa đó, nông dân là họ có cái là ranch nhà to lắm á, nhà thích mà đi phải đi là một chút xa lắm mới gặp người láng giềng, người thích vậy lắm. Mình thấy có bữa mình đi Montana đó, mình thấy người ta từ một cái nhà này tới nhà kia là phải đi xe hơi á, đi bộ lâu lắm, hay là đi cưỡi ngựa. Ở đó là ai cũng biết cả ngựa hết, nhỏ lớn ai biết cả ngựa hết. Mình về đó mình quê quá mình biết cả ngựa. Ở đây hôm nay mình nói với bạn là có nhiều cách để mua nhà Tây Mỹ. Cái đời sống ở Mỹ nó vậy đó. Có người thích ở thành phố, có người thích ở thôn quê, có người thích thôn quê của Mỹ là nó không giản dị như thôn quê Việt Nam. Thôn quê ở đây là cũng có rất nhiều tiện nghi, chỉ phải là đi xa thôi. Còn với họ có đủ rất là đủ tiện nghi hết. Có người thích về ở trong làng nhỏ, có người thích về ở trong chỗ đô thị phồn thịnh ha. Là hôm nay đó mình đặt chuyện thì chẳng biết những nhà đó được. Những clip sau mình sẽ đi kiếm chụp hình mấy cái nhà đó cho bạn coi. Khi nào mình đi thăm viếng các tỉnh đó, là ở Mỹ là vui lắm, nhà to nhà nhỏ, muốn đất thì cũng vậy. Như Việt Nam mình vậy thôi, Việt Nam mình cũng mua đất là cất nhà vậy á. Rồi cái là tình an ninh thì mình phải lo lắng chút xíu á. Tại vì nếu mà nửa đêm mà có chuyện gì và cảnh sát nó chừng nào nó tới ha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bạn theo dõi kênh của Ngọc Ánh.
để cập nhật, để hiểu biết thêm về bất động sản tại Mỹ hay tại Việt Nam. Bye, cảm ơn bạn.